Có nỗi đau nào bằng nỗi đau chia cắt? Trong muôn vàn nỗi buồn, có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn biệt ly? Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự Việt Nam ra đời. Đất nước Việt Nam tạm thời chia cắt làm hai miền Nam Bắc, lấy Vĩ Tuyến 17 làm ranh giới. Chưa bao giờ trên một cây cầu, một dòng sông, một vĩ tuyến chia cắt làm hai miền là ranh giới của nỗi nhớ thương giữa hai miền Nam Bắc. Cách một dòng sông mà đó thương đây nhớ, chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa. Vĩ Tuyến 17 đã đi vào lịch sử như một minh chứng cho lòng dũng cảm, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng.
lịch sử, mảnh đất đâm cày đạn súng với cái chết luôn cận kề, hàng vạn con người nơi đây đã sống và chiến đấu, đã vượt lên bom đạn hiểm nguy, vất vả, thiếu thốn, ngày đêm chiến đấu. Miền Trung, vùng đất thiêng liêng, là biểu tượng về sự hy sinh, anh dũng, là truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, niềm tự hào của các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau, để hôm nay mảnh đất ấy ngày càng phát triển vươn mình một tương lai tươi sáng.